À, chào anh em á, mình lên vài món này hai cái xác đầu tiên ngày nay là 329, hai cái xác module wifi này hàng bãi á, mua về mình không có test thôi, mình bán là 150. Này nó còn tâm ti nè, hình như mình cái này không có cắm sạc, cái sạc nó dạng nhiều chứ không có thấy nó có pin trong này luôn. Cái cục này nè, này dính dơ dơ. 329, 150, 330 mình bán là keyboard, keyboard 3.6 nè, này giảm giá 250 nè, trong đẹp nè, pin Samsung còn zin nè, nó còn chạy ok thôi, mình không thay. Dắt sạc của điện thoại nha, nên cắm vô xài thôi, motor còn đẹp, than còn nhóc luôn. Đó. Cái này của Hungary nè. Mình tháo ra vệ sinh đó, mình phải mở cái tem ra, xong rồi mình đầy đủ cho anh em, để thêm cái khỏi mất không có made in Hungary 250 luôn. Hôm nay mấy cái đồ lỗi lỗi rồi nè, chút chút mình giảm giá, có đầy đủ ốc rồi nè, đầu đồ đầy đủ, đèn còn sáng bình thường, lắp cho nó đẹp thôi, mình lắp quay xong mình lắp vô. Cái đồng hồ này thì bữa mình bán rồi nhưng mà mình làm bể nè, nên mình giảm giá luôn. Đồng hồ này anh đó bữa bán 40 mấy đến 1 triệu ok đó, nhưng mà lúc mình mở mình thấy cái này hơi bụi á, mình lấy lên vệ sinh xong mình làm hơi mạnh tay, nó bị nứt đây nè, nứt cái nhựa này. Mình dán là mình giảm giá luôn cho anh em. Mọi chức năng ok nha, đồng hồ có hộp không có dây, trong mới đẹp luôn, chỉ có dính bụi lâu ngày nó bãi, nó để bụi vô thôi, mà nó không có mắc nước nha, sạch sẽ đẹp đẽ nè. Đó, cái mặt tiếp xúc là vàng ôm ha, còn cái đồng này là nó phủ keo lên thôi, nó màu vậy đó. 300 luôn, nó bị mình cạy lên bể chỗ đó thôi à, không ảnh hưởng gì đó. Dây này cũng dây mới thôi, hàng mới mà loại dày á, mình mà bán chung với cái đồng hồ kia rồi, cái đồng hồ 400 rồi có bán rồi. Này mình test cho anh em thôi, thang AC 120 nha, mình đo điện 106V, 105V, 100 nè, 115 nè, nó nằm giữa giữa nè, phải không? 100 nè. Còn đây đó chuẩn. Test ra. DC 13,5. Anh em để ý cái giữa là 15, mình thấy rồi. Số 15 này nè. Nó kém đó.
giá 300 mình bán này, không có bao ship nữa. Để chút thanh lý lại luôn, lỗ mấy chục ngàn. Mình mở ra xử lý vệ sinh tại bữa đây. Chụp kỹ anh nhìn thấy có hơi bụi bụi, anh nói vệ sinh dùm. Chụp ra bụi. Bụi mình lau sạch sẽ này. Có nứt này xíu. 331, 300, 330 là cái bot này. 250. Nó cũng đẹp không á, hàng đẹp. Nó lại còn cái này 332. 332 một cục nguồn 1,1 triệu, cục sạc dự phòng, nguồn dự phòng. Cái này nước ngoài nó xài năng lượng mặt. Nó làm cái nguồn di động á. Xài bên thị trường Nhật anh em, chữ Nhật không à. Cái này đây thông số của nó nè. Ra 100V 50 Hz, 200W nữa nè. Cục sạc cho nó là 15V, tối đa là 6A. Pin nó là dung lượng là 11V1, 20Ah. Nếu mà so ra một cục sạc dự phòng đi, thì nó là cục sạc dự phòng là 4V2 á, 3V7 á, thì là 60Ah hả nè ha. Giống cục sạc dự phòng mình hay bán là thí dụ 10.000A, 10.000mAh, thì cái này là 60.000mAh nè ha. Đó là vậy đó, dung lượng nó vậy. Cái cổng đây là cổng USB. Cái này cái khung nó bằng nhôm nha. Còn cái này nó bằng hơi mềm mềm, nó làm mềm mềm á. Em về muốn làm gì gia cố thêm thì là đây điện 100V, đây cổng USB. Cái điện thoại mình bỏ dưới đây. USB mình lấy mà mình sạc cho máy bóp thì cũng test trước ha. USB thì mình bật lên USB trước, không biết có phải bật nguồn không. Này sạc ha. Rồi chiếu ngoại hình cho anh em coi. Hơi bự, cái này để nhà anh em xài đèn à, 2 tấc mấy nữa không, 2 tấc 6, 1 tấc, chiều cao là 1 tấc rưỡi. Điện AC 100V, công suất tối đa 200W, thì mình xài đèn LED nè, quạt máy Nhật rồi ha. Thì thôi ta tư vấn anh em xài đèn LED thôi. Mỏ hàng anh em có mỏ hàng, anh em xài mỏ hàng chì rồi nè. Rút đèn cắm vào nè anh em, đó không, cái đèn nè, rút nè. Xin lỗi, cái dây này nó cứ tuột và nó rung rung. Cái này là nó ra nguồn xin luôn nha anh em, nguồn sóng xin đó, nên là mình cắm thiết bị điện tử thì được luôn. Nhưng mà anh em chú ý công suất giùm, tại vì nó xài pin quá nên là nó lại để công suất hơi nhẹ. Vậy anh em nào muốn cứng thì anh em cứ mở ra nghiên cứu gia cố lại. Mình cắm luôn cái mô hàng vô đây. Để test xíu.
ba thứ luôn nè. Cái đèn thì khoảng mười mấy 20W, cái mỏ hàng này 40W à, mình đang test nó cỡ đó thôi, 100W tổng rồi. Ba món này cỡ 100W đi. Nó ghi là 11V1 anh em ha. Mà không biết là nó có thể xài pin sắt, pin li-ion, nếu mà điện tới 11V1 nó có thể là pin li-ion sắt thì nó bền hơn nữa. À, thôi coi như tính theo pin 3.7 đi cũng được. 3.7 là pin li-ion nó cũng 60 Ah cũng ok nha anh em. 20 Ah 11V1 20 Ah thì mình tính ra theo điện áp của cái sạc dự phòng á, tính theo một cell á thì nó nhân 3 dung lượng lên, nó là 60 Ah bằng một cục sạc dự phòng 60 Ah á. Ở này nó có inverter anh em xài đèn đồ được luôn. Đây 200W là tối đa nha. Cái cổng ra như cũng vậy, muốn nó đọc nhầm. Nè anh em muốn sệt gì sệt. SL 200 nó mắc lắm. Rẻ đâu mấy cái đồ này. Cái pin này nó mắc. Cầu cắm nó hơi, cái chỗ mà tì nó hơi mềm mềm nha nè. Đó anh em sàn về gia cố là theo ý của mình, tại đồ bãi mà. Rồi mở hàng chảy trì vậy ok đó. Đang quay phim rồi mát không? Khó rồi ha. Anh ha, thấy cũng vậy ok. Đồ bãi gì bán ha, sau này hư thì anh em mở ra đóng pin, mình cũng chưa biết cách mở làm sao nữa. Cái này nó đóng bằng cái khung giống như khung cái tủ nhôm vậy nè. Nên về chán thì cái này nó bằng cái gì á, giống như nhựa hay gì đó, giấy gì đó. Mình về mình chán cắt mica ghép cho đẹp anh, thấy ruột luôn. Đẹp. Con này chắc nặng cỡ 3-4 kg gì đó. Như ước chừng thôi nha, để anh em nhắm tiền ship thôi. Mấy cái này thì linh tinh ship rẻ lắm, chỉ có cái đó à. Rồi cái này quên nãy giờ quên, trong khi chờ đợi quên thông báo luôn cái này. Đây mình bán cái kính lúp luôn nè. Đế này nó bằng sắt bằng gan nè. Còn mấy này như là nó không rỉ. Không nó bằng nóc. Không đại. Kính lúp thường là không đại 10-15 mà. Cái này có nó hai như một hay hai kính mình quên rồi. Đó, kính nó đây nè. Tại thường anh em về muốn rõ là mình phải chế cái đèn dưới này nè, nhìn nó mới đã. Cái này mình cũng để sửa đồ. Đồ mình sửa, mình xài mình bán hơi cao hơn bình thường chút xíu ha. Mình bán 270. Cái này nó có khớp bẻ đó nè. Linh động lắm. Đó. Bẻ được nhiều hướng đó nha. Lên xuống, lùm xoay. Ba ba 270.000. Rồi xin cảm ơn anh, chào ngày nay biết sao nha. Hôm nay mình không có lấy đồ được, mình chỉ chủ yếu là soạn mấy cái đồ. Một là mình sưu tầm chơi, hay là mình lấy về mà không có thời gian làm, mình để đó. Xài xong tắt. Bây giờ có thời gian rảnh mình lấy ra bán. Như bữa mua cái hạt man này nên em nó hư nè.
nó mất cái ruột rồi, nó nghiên cứu xong nó giục luôn cái ruột, quá đau quá. Như mình về mình lấy cái wifi thường của mình chế qua nghe tạm, lấy cái mạch thường á chế đóng để đây nghe luôn. Chứ gì đã mua 300-400 rồi, cái nhà có cái nó cái wifi gì S2025 gì của Trung Quốc nên nó lâu ngày nghe chưa thời gian cái nó bể cái lo rè. Còn cái này vậy mà cái cũ lo nó còn ngon nha, nghe cũng ok. Tuy là cái mạch này nó đánh hơi yếu, mình lấy của cái loại gì nè, cái loại ở ngoài thị trường nó bán nè, để bô giả đó. Bô gì 200 mấy đó. Cái mạch nó nghe tạm thôi chứ kéo cái này không nổi. Cái này nó hai cái lo bát, hai cái lo chép, nó cần cái mạch công suất của nó cũng mạnh lắm. Mấy con này cái mạch có chút xíu rồi, kéo chơi thôi.